Trời, tôi kể ông nghe vụ này nè. Con trai của ông có bồ. Bất ngờ chưa ông già? Trời đất ơi, bà tính đốt nhà tôi có gì vậy? Cái ông này vô duyên à? Vậy tôi thấy làm sao tôi nói như vậy. Bữa tôi đi Phú Quốc chơi, tôi gặp con trai của ông. Nó đi với nhỏ nào á, cao đẹp như là người mẫu vậy đó. Mà nhìn tụi nó là không phải bạn bình thường. Con trai tôi đi công tác rồi, có khi nào bà nhìn nhầm không? Cũng có khi đó là đối tác của nó thì sao? Nhầm sao được mà nhầm. Thứ nhất là tôi sống ở đây á, mấy chục năm rồi. Tôi nhìn con ông từ nhỏ tới lớn, sao nhầm nó được, đúng không? Thứ hai, nếu mà là đối tác á, thì không thể nào mà nó bá vai, ôm eo, thân thiết vậy được hết á. Mà nói ông nghe, tại vì tôi thương con Linh dâu của ông, nó hiền quá, cho nên á, tôi mới qua tôi cho ông biết á. Thôi, bà đi về đi. Bà nói nữa là con dâu tôi nghe được là vợ chồng nó lục đục nữa. Rồi tôi lên tăng xong tôi chết bây giờ nè. Đi về đi. Chà, làm gì dữ vậy? Nhưng tôi nói trước cho ông biết nghe chưa? Bữa nào á, thằng con trai ông á, nó dắt con bồ về mang cái mũ bầu chành nành về nè. Cái xong nó nói, ê ba con bỏ vợ. Là lúc đó đừng nói sao tôi không báo trước cho ông biết nha. Tôi mệt quá, nói chuyện rồi mới về đi, về. Chà, về, làm gì dữ hả? Bất bình. Mới sáng sớm rồi, nhiều chuyện gì đâu không à. Mới đặt bà tám đúng rồi đó. Nói gì là sao ta? Có không? Để gọi cho nó coi. Ai gọi điện vậy trời? Gì vậy? Ủa? Ba anh gọi. Mà còn gọi video con nữa. Em. Hay là em vô nhà vệ sinh em trốn đỡ đi. Nhanh lên đó nha. Ba. Tự nhiên ba gọi con chi vậy? Gọi video con nữa, gọi làm chi? Trời đất ơi, thấy lâu quá mày không có về. Gọi để coi coi công việc mày đó ổn không? Rồi mày tính chừng nào về đây? Hả? Dạ, ổn mà. Chắc cuối tuần con về đó. Vậy hả? Đâu mày về? Mày quay cái chỗ mày cho ba coi coi. Đâu quay chồng ba coi coi. Tao quay để coi coi cái chỗ mày nó an toàn, nó đàng hoàng không? Quay nhanh, lẹ. Nè, có cái gì đâu. Rồi. Đó. Được rồi, vậy đó. Gì? Khó. Rồi, con biết rồi ba. Vậy nha ba. Mất hứng luôn á. Thôi được rồi, đền cho nha, chịu không? Mất hứng này, giờ có hứng này. Ba, cái gì mà ba lôi kéo quá vậy? Có chuyện gì vậy ba? Tại sao phải làm gì kỳ cũng vậy? Trời ơi, có chuyện gì thì nói trong nhà được rồi, ba lôi ra đây làm gì? Nói trong nhà con Linh nó nghe được sao? Mà chuyện gì? Tao nghe hàng xóm đang đồn gần lên cái chuyện mày đi Phú Quốc chơi với con nhỏ nào đó. Mày để cho vợ mày nó biết được, nó sanh bệnh, nó buồn tội nghiệp nó. Làm gì có đâu ba, ai nói, hàng xóm nào nói? Mẹ Tám đúng không? Trời ơi, cái bà đó là bả nhiều chuyện nhất cái xóm này. Ba biết rồi, ba còn nói nữa. Con công an chuyện làm tùm lum á, con bận bịu quá trời à. Bồ bịch gái gú gì ba. Không có lửa sao có khói. Hả? Tao cảnh cáo mày nghe, mày phải nghĩ tới vợ mày nghe. Cho dù mày không nghĩ tới vợ mày á, cũng nghĩ tới thể diện của tao đây nè. Trời ơi, không biết rồi, không có đâu ba ơi. Tao cảnh cáo mày lần cuối nha. Đừng để tao biết nha. Tao mà biết được, mày không sống với tao đâu. Làm cái gì vậy? Sao lấy điện thoại của anh? Ủa? Anh làm gì phản ứng dữ vậy? Em là vợ anh, điện thoại anh, em cầm vô có sao đâu. Nhưng mà đây là công việc của anh, mối quan hệ đối tác của anh, em bóc vô lỡ hư việc của anh rồi sao? Sau này không có đụng vô điện thoại của anh nữa nghe chưa? Ủa? Anh đi đâu vậy? Thì anh đi công việc, anh đi làm ăn chứ đi đâu, không lẽ đi chơi. Ở nhà đi. Ba. Ở nhà nha. Bà đi ra và uống cà phê với mấy bạn nha. Dạ. Anh bận việc gia đình mà cứ giận. Thôi đi, tối ngày bận việc gia đình hoài à. Bây giờ anh không thương em, anh về anh thương vợ con, anh thương con anh đúng không? Không có đâu, anh thương em muốn chết luôn á. Mình mới đi du lịch Phú Quốc về mà mới gặp nhau đây mà em. Nào, em cũng muốn có anh bên cạnh nè. Biết rồi. Thôi giờ sao nè, muốn làm gì hết giận nè. Bất đền. Đền gì nè. Nè kia, cái bộ trang sức này mới ra nè, anh mua cho em đi. Ôi, mắc dữ vậy? Gì mắc? Có mấy chục triệu à, giám đốc công ty gì không mua cho người ta rồi. Không, ý anh nói là sao đẹp quá vậy? Trời ơi, quá trời luôn nè. Rồi được rồi, anh mua cho em 8 bộ luôn được không? Dây chuyền là nhẫn bông tai kim cương vậy, mua nguyên combo luôn. Anh nói thiệt không? Được, nói thiệt hết á. Cảm ơn anh. Anh đúng là khốn nạn mà. Tôi bắt tại trận rồi anh còn chối nữa không? Ủa Linh em. Anh nói anh đi công việc của anh ở đây đó hả? Anh nói anh lo cho sự nghiệp của anh là lo cho con nhỏ này đúng không? Ở đây nơi công cộng có gì từ từ về nhà tính em, đừng có la lớn. Anh sợ mất mặt chứ gì. Nếu như mà anh sợ mất mặt thì anh đã không ở đây giữa ban ngày ban mặt mà mèo mã gà đồng với nó rồi. Còn cô nữa, nhìn cô cũng trẻ trung xinh đẹp, sao cô đi giật chồng người khác vậy? Một ba mẹ cô không dạy cô hả? Thôi cái gì vậy? Thôi mà em, có gì từ từ về nhà nói, đừng có la lớn sùm lắm. Anh làm những chuyện này có bao giờ anh nghĩ tới con không? Anh có biết những ngày anh đi công tác, con ở nhà nhớ anh khóc suốt, em không biết phải làm sao hết. Trong khi đó anh thì... Thôi mà đừng có đem con ra đây nói chuyện với anh. Vậy thì tôi phải đem chuyện gì để nói chuyện với anh? Hay là tôi đem con Linh năm 23 tuổi gả cho anh với niềm tin mãnh liệt là anh sẽ yêu thương chăm sóc tôi suốt đời để nói chuyện với anh hả? Rồi anh biết rồi, bây giờ em bình tĩnh đi. Ở đây là nơi công cộng, cứ đi về nhà rồi từ từ hai vợ chồng mình nói chuyện với nhau được chưa? Ôi, không chịu đâu, bây giờ anh giải quyết ngay chỗ này cho em đi. Không có về nhà đâu hết á. Cô buồn đã chưa? Nè, đủ rồi. Ủa, ba, sao ba lại ở đây? Tao đi theo mày từ đầu tới bây giờ đó, tao nghe hết những lời mày hứa hẹn với nó rồi. Ủa sao mày có thể đối xử với vợ mày vậy được chứ? Tao cảnh cáo mày nhiều lần rồi mà. Còn cô nữa, những cái gì mà nó hứa hẹn tài sản giữa cô á là tiền của tôi nè. Chứ nó chỉ là người quản lý cái công ty giùm tôi thôi, nó không có quyền hạn gì hết trơn á. Nó thẳng là nó có tiếng nhưng mà không có miếng đó. Nếu như mà nó quyết tâm đi theo cô như vậy á, tôi sẽ lấy hết tài sản lại, tôi cho ra đi với hai bàn tay trắng. Cô đừng mong mà lấy được một cắt nào của nhà tôi hết á. Còn bây giờ nếu mà thương nó quá phải không, nuôi nó nha, nuôi nó nha. Bà hả? Nè, anh lừa đảo tôi hả? Tưởng đâu là công tử, tưởng đâu á hả nhờ giả được. Ai về trên răng dưới dép không à? Chia tay đi. Em khoan đã, nhưng mà còn con của mình thì sao? Con gì mà con? Đứa con này á là của thằng khác, không phải của anh. Chẳng qua á hả, tôi tính nhờ anh đổ vỏ, mà bây giờ tôi thấy anh không còn khả năng để nhờ nữa rồi, tìm người khác. Bye bye. À, vừa lòng tao lắm đó, sáng mắt ra. Bà thấy chưa, anh còn muốn có con với người khác nữa đó. Linh à, thật sự là anh xin lỗi em nhiều lắm, là anh sai. Tha lỗi cho anh lần này đi, tại vì anh mê muội. Em hãy nghĩ đến con của mình đi, được không? Anh còn mặt mũi nhắc tới con ở đây nữa hả? Anh biết anh sai, anh hối hận rồi Linh. Không lẽ em muốn con mình không có cha sao? Ba nói giùm con một tiếng đi ba. Con xin lỗi ba, mà con hối hận lắm rồi ba. Sau này con không dám vậy nữa đâu ba. Thôi được rồi, lần này tôi tạm thời tha thứ cho anh, là vì tôi không muốn con buồn và không muốn con không có ba thôi. Nhưng mà tôi sẽ cho anh thời gian, nếu như anh tiếp tục như vậy tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Anh hứa anh sẽ không có lần sau đâu. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Ba, con xin lỗi ba, sau này con sẽ không dám như vậy nữa đâu. Ba tha cho con nha ba. Con biết không, cái thứ này đó, nó có lần một là nó có lần hai. Nó không có dễ dàng mà xin lỗi đơn giản vậy đâu. Nó chỉ vì cái gia tài này thôi. Ba thương con, ba thương cháu, ba sẽ bỏ qua cho nó lần này. Ba bỏ qua không có nghĩa là ba tha thứ đâu. Bây giờ mày phải sửa đổi, mày phải nhớ rằng mày còn có vợ, có con. Đến vai của mày còn gánh vác vợ con mày, phải bảo bọc, che chở nó, chứ đâu phải đối xử như vậy. Con à, ba xin lỗi vì không dạy được con ba đàng hoàng, không giữ được cho con một người chồng tốt như lời ba hứa. Ba ơi, ba không có lỗi gì hết, sao phải xin lỗi con? Con mới là người phải cảm ơn ba. Cảm ơn vì ba đã đứng về phía con thật sự rất là vui và hạnh phúc vì được làm con dâu của ba. Đây là lần cuối tao cảnh cáo mày, nếu như mày còn tái phạm nữa đó, tao lấy hết tài sản cho con dâu và cháu. Còn mày á, không có một cắt. Dạ, con biết rồi ba. Đứng làm gì nữa, đưa vợ mày về. Đứng đây cho bà con tao nhìn mang nhục hả gì? Anh đi về em.